bây giờ là 40 triệu Việt Nam. Kiến hoàng đang tại núi Bà Đen là tỉnh Tây Ninh. Rất là đẹp. Trên đỉnh nóc rất là đẹp. Chị đang phát tiếp. Ngọn núi là cao bao nhiêu mét nhỉ? Cao nhất thì long năm nóc. Tượng Phật, đây là tượng Phật Bà Tây. Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn là hiện thân của trí tuệ, đức hạnh và lòng từ bi trong Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn, và có lầu chiều cao là 72 mét, được tạo hóa từ năm 1970 tấn đồng đỏ theo kỹ thuật công nghệ của gia công cơ khí áp lực của châu Âu. Đâu đi lên đây em, đi lên đây đi. Độ cao là 986 mét đấy. Độ cao của đỉnh núi là 936 mét. Cao nhất miền Nam Việt Nam. Và cao nhất của miền Nam Việt Nam. Đây là núi Bà Đen, là một trong những thanh ca thăm, là một những thanh nam thắng cảnh đẹp nhất của tỉnh Tây Ninh. Nam Mô Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Rất là đẹp, đây là những đức Phật. Chị quay tí nữa chụp. Quay xong tí đã. Đại chị quay xong tí đã. Đây là đang đứng ở đỉnh núi cao nhất, 970 mét. Rất là đẹp. Nan ơi, đi vào tí mới chụp và quay cho hết thì đã. Đây à, vào đây à? Không, chị cứ đi lên đi. Cao 170 mét. Thôi quay trực tiếp vậy thôi. Thế nữa quay tiếp ở dưới còn thôi. Nhiều đẹp lắm. Lối vào đi chị. Lối vào nè. Trên đây không được à? Được, đi lối vào rồi đi phía trong cho nó mát. Đâu rồi, quay tắt đi rồi mà làm sao không được. Em ơi. Tắt rồi mà làm sao để đăng lên thì như nào? Ấy là có hai đường đi. Chị tắt rồi mà không qua ấy à? Trực tiếp rồi đấy. Ừ, nhưng mà để đưa